Dạ, lên. Rồi, ngồi xuống. Ngồi xuống, ba nói đây nè. Ba hỏi con này nha. Ba hỏi vòng vòng mấy cô chú rồi, bây giờ là con phải công tâm trả lời coi giúp ba nha. Tâm sự là trông cậy vô con hết trơn luôn á, cố gắng nha. Rồi, hai bé này nè, con chọn coi bé nào đẹp. Bé nào đẹp là bé hạt điều nha. Nè, thì hai bé này nè, ba khó xử quá, coi bé nào giống con ba chọn nha. Ủa, rồi sao? Trời ơi, tự nhiên mấy bà nội làm gì vậy? Đi đâu hả? Vô, dẹp. Bước vô.